Hôm nay là thứ sáu ở Mỹ rồi, giờ này là 7 giờ sáng rồi. Thì trên đường leo đi làm, leo chở đến cái metro ở Mỹ kêu là metro, còn mình thì kêu là tàu tàu điện ngầm ha. Xuống đây thì nó có xe buýt nè, có bãi giữ xe nè, có nhiều người ta gửi xe người ta đi metro ha, người ta lại cái chỗ làm. Đi cái này thì nó sẽ nhanh hơn là đi xe và nó không sẽ bị kẹt xe ha. Đó, những cái trend đó đó. Mình metro, Singapore kêu MRT, còn Việt Nam kêu là tàu điện ngầm. Ok, có những cái xe buýt nó đưa đón nè, mình đi xuống tàu điện ngầm ha, rồi mình đi vô, mình quay cho mấy bạn coi. Cái này là xe buýt nè, nó đưa tới cái tàu điện ngầm này, tàu điện ngầm trên đó. Để buổi sáng á, những người ta đi đi học đi làm, còn ở đây có những người phát báo nữa ha. Mình đi xuống cái tầng hầm này thì hôm nay sẵn tiện đi, mình đi về chuyên nhà nên mình quay lại buổi sáng. Mình đi 7 giờ ha, thì đi đến đó cũng khoảng 1 tiếng mấy, 2 tiếng á, mình ngồi trên tàu điện ngầm. Thì mình sẵn tiện mình quay cho ở nhà mình coi, mấy bạn nào thích thì coi ha, cách đi tàu điện ngầm ở đây như thế nào đó. Đây là vô, kêu là metro. Ở xứ này nó kêu metro, còn ở New York nó kêu subway. Còn ở Singapore nó kêu là MRT ha. Thì người ta đi vô mấy cái máy đó là cái máy bỏ tiền ha, bỏ tiền vô thẻ. Để mình chỉ cho coi ha. Thì đây là cái bản đồ ha. Bản đồ là mình đang ở chỗ này nè, Say it go nè ha. Mình phải đi hết vòng vòng xuống đây luôn, rồi mình đi tới cái Metro Center này nè. Mình đổi qua cái màu xanh cái mình đi xuống xuống vòng vòng hết cái màu xanh tới Fanco Springfield là mình stop ở đây nè. Tính ra nó cũng mười mấy trạm á, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Nó có nhiều màu lắm, màu cam nè, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu bạc nè ha. Đó, mấy cái màu đó. Đó là bản đồ của Metro. Buổi sáng họ tấp nập ha, họ đi làm rồi nè, họ bỏ tiền vô, những người nào cào bằng thẻ. Còn cái máy này á, là bỏ tiền trực tiếp vô nè. Bỏ 5 sen nè, 10 sen nè. Rồi cái này là bỏ tờ vô nè. 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 20 đồng nè. Để bỏ vô cái kẹt này nè. Cái kẹt này là kẹt đi Metro nè ha. Đó, chữ Metro á. Bây giờ mình đi vô hả? Sao nó mờ vậy? Không biết còn tiền không? Quái là vô chết rồi, bỏ thẻ xong rồi mình đi qua cánh cổng. Cái thẻ, mấy cái thẻ đó người ta bỏ, người ta cà cái thẻ này người ta đi qua cánh cổng không? À, đi lên. Thì buổi sáng á, họ rất là hối hả để đi làm ha. Mình thì mình đứng bên đây đó. Mình cũng chưa có gấp nên mình quay cho mấy bạn coi nè. Trạm đầu tiên đó, trạm đầu tiên đó, mình vô đây có tàu bên đó. Cái metro mình đang cái bến này là xe Go ha. Rồi bắt đầu mình sẽ chuyển trạm ngay Metro Center ha. Mỗi trạm thì nó sẽ có cái tên cho mình coi. Đó, tàu nó đang chạy phải không? Đó. Đó, xe đi go. Cái bến nào thì mình đi. Ở đó là cái chen chở hàng. Còn ở này thì chưa có khách, đang đợi người vô. Mỹ người nào
người ta cũng cầm báo rồi này kia nọ, tao quay người ta chửi quá. Bên kia có cái tàu đang chạy lại đó, mặt trời hướng sáng đẹp ghê không, ngay cạnh mặt trời luôn. Washington DC á, tòa nhà trắng rồi luôn á, thấy đông ghê không? Thôi. Quá trời, buổi sáng người ta đi làm, giờ này cũng 7 giờ mấy, 8 giờ. Hồi nãy mình ở cái line Sedit Go đó, mình xuống luôn, cái line, sorry, cái line màu xanh, giờ ở dưới đây. Này phải biết đường đi, không biết đường đi là lạc á, phải đi rồi mới biết, phải biết là cái line đó đi tới đâu và đi tới đâu đó. Cái đường này thì nó có line màu bạc, màu xanh và màu cam, quá cho người chờ luôn nè. Mình chờ cái line màu xanh. Chờ người Mỹ người ta đi luôn. Đó, line màu xanh đó, từ metro nè đi xuống nè, đi xuống cái line màu xanh ha. Mình đi tới Falcon Springfield ha. Chỗ nhà của dì mình đó. Đi tính ra cũng cả 1 tiếng mấy á. Đợi nè, nhiều người ta đợi lắm. Đợi cái tàu nó tới nè. Cái line màu xanh luôn. Quá trời người không? Vòng vòng metro nè, người ta đợi quá trời đợi. Blue line nè, blue đó, chữ blue. Dừng thì mình phải đứng qua nép bên cho chồng ta đi ra trước. Cho mấy người chồng ta đi ra trước, mình
rồi mình mới vô sau. Mọi người đang tay ga. Mình mới đi vô. Vô bên trong. Mình chuyển chuyến khác. Blue. Cái chuyến mình đi. Tiếp tục đi. Đi nãy giờ mình đi mười mấy trạm rồi, còn 10 trạm nữa hay nhiêu á, đi tiếp. Nó có trạm có tên của cái trạm này xuống. Rồi tiếp tục đi tiếp. Mình phải biết cái trạm nào để mình đi đi xuống nha. Nếu không biết thì đi luôn. đi hết cái đường luôn. Phải để ý. Nhưng mà biết tiếng Anh, biết chữ thì sẽ biết là đi lên chỗ nào và đi xuống chỗ nào, cái metro nào gần nhà mình thì mình lên mình đi metro đó. Có nhiều người không biết đi nha, mình biết đi á. Quay lại cho cả nhà mình coi nha, cảnh đi metro ở trong tầng hầm nó chạy xuyên hầm, có khi để nó lên trên, có khi để nó xuyên dưới lòng đất, nên là đa phần là nó chạy nó rất là nhanh, nó không bị kẹt xe. Bởi vì nhiều người ta gửi xe để người ta đi bằng này nó tiện hơn, tiền nó ít nữa mà nó nhanh nữa, không cần phải kẹt xe đồ này kia nọ. Cái metro này blue thì nó ít người đi hơn, đa phần người ta đi red line, cái màu đỏ là nó nhiều hơn, ít có đi màu xanh biển. Tới là dừng, có người ra vô ha. Đó, mình đó cái trend màu xanh nữa đó. Đó, quá trời người không. Buổi sáng, buổi sáng là nhiều nhất. Người ta đi làm. Nên nó đông. Mở cửa ra, có người vô, dừng có người xuống người lên. Arlington Cemetery đó, đẹp ha. Dừng xong rồi cái chỗ thì nó chui vô hầm mà nước người ta làm rất là hiện đại, nhìn nó chắc chắn và nó an toàn. Còn không biết cái tàu điện ngầm giữa Suối Tiên và Bến Thành, không biết của Việt Nam mình chừng nào mới xong ha, không biết chừng nào mới xong. Đợi coi ha, coi mà coi của bên Mỹ trước ha. Là thức khuya rồi mình ngủ lại tới trưa, không mà hôm nay dậy sớm mình đi á, nó buồn ngủ mà nó mệt đúng không? Nhìn cái mặt nó đuối luôn á, mà cảnh đi metro không? Thấy nó đẹp không? Đó. Mặt mình mặt buồn ngủ mà. Mình nói lại nhà gì mình chơi với bà đó, bữa mai mốt mình đi làm rồi. Mà mặt trời nó đang tối quá, khó nhìn quá. Kêu là gì đây? Washington National Airport, Airport. Có nghĩa là sân bay quốc tế của Washington ha. Thì này không biết là nó bay trong nội địa không, hình như là vậy kìa. American, Virginia này kia nọ đồ, chắc sân bay trong nội địa. Thường thường đi tới đây là cái máy bay nó dừng lại, cái tàu nó dừng lại. Washington National Airport. Lợi cảnh dòng dòng. Cái bản đồ metro đó nãy cho mấy bạn coi rồi ha. Đi đó phải biết là mình chọn cái line nào, màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu bạc, màu vàng ha. Chọn đúng cái line mình đi. Rồi chỗ này có nhiều người ta chọn đi xuống, đi sân bay trong nội địa nè, người ta lấy hành lý người ta đi nè.
nay trời nắng nó chói quá, quay cái cảnh này nó không đẹp lắm, chứ mấy bữa nó đẹp. Nó đẹp nhìn cái biển nè. Bên đó tuốt bên đó kìa. Đó. Đó, này là máy bay nó đậu nè. Đó. Thấy cảnh không? Cảnh mặt trời đẹp ghê gớm không? Đó. Đi ngang khúc này mình rất là thích. Ngắm nó đẹp nè. Có ánh mặt trời nó đẹp quá trời đẹp luôn đó. Nhìn xa xa đó, thấy trên đi qua đi lại. Hôm nay có dịp mình đi thăm dì My của mình ha, mình quay lại cho cả nhà mình coi, cho mấy bạn coi ha. Đó, cái cảnh mình đó đẹp ghê không nó. Thì nếu mà mình đi bằng xe hơi thì mình không có thể nhìn được mấy cảnh này trên đây, chỉ đi bằng metro nè thì mới thấy được cái cảnh này thôi. Đó, nhìn nó đẹp không? Nhìn cực kỳ đẹp luôn ha. Cảnh xung quanh. Thì Mỹ nó rất là lớn ha, đi vòng vòng trong thành phố, vòng vòng trong city đồ cũng đầy metro luôn. Gì nổi tiếng của Virginia quen á, không biết cái này kêu bằng cái gì á. Gần tới thì xe nó chạy từ từ ha. Nó dướng cái tàu rồi. Cái tàu này tàu gì vậy trời? Trên này ô quá trời người ta. Mấy cái tàu này là người ta đi du lịch hay sao ta? Không biết luôn, cái chen nó không biết chen gì luôn mà 2-3 tầng lầu luôn. Bên đây nè, người ta đi vô người ta đi ra, cái chen này sao ấy lạ quá, chụp hình gì hỏi leo quá. Xuống hết trơn à. Này cũng gần tới bến cuối rồi. Nãy giờ cũng đi tiếng mấy rồi đó. Nhìn đẹp ghê không? Đây nó có mấy cái tre này là chở hàng, chở dầu, chở gì đó, có nhiều cái nó chở hàng. Chở hàng quá nó dài ghê không, trong đó nó chở gì luôn nữa. Đi đường tàu lửa ha. Đó, cái này cũng giống như đi tàu lửa của Việt Nam mình ha. Mình chưa đi tàu lửa lần nào hết trơn, mình không biết. Thường thường mấy người mà đi ra ngoài Hà Nội, ra miền Trung rồi ta đi tàu lửa, mình không có biết đi, mình chưa đi lần nào hết á. Con suối nó một cái trang bên đây chở hàng nữa đó. Mấy cái trạm này nó hơi dễ dùng sâu á, nên ít người đi. Mình thì mình xuống trạm cuối. Ồ rồi, con rắn đứt đuôi. Đó, ta xuống ta đi ra. Tàu mình đuổi theo tàu rắn này, tàu này.
tàu chở hàng đuổi theo. Mình tới một trạm nữa là mình tới dừng rồi đi xuống rồi đó, là hết trạm luôn á, tới trạm chót luôn á. Mình đi từ trạm đầu mà tới trạm chót luôn, trạm đầu của màu đỏ rồi tới trạm cuối của màu xanh luôn. Xe này nó đi hết, nó dài thiệt, dài luôn, khúc chở này khúc chở kia, không hay thiệt, quá trời dài luôn. Cái đầu của nó đâu ta, đầu của này đâu, xa ghê luôn. Này nữa, cái đầu nó chưa thấy cái đầu nữa, mất tiêu luôn rồi, vô lùm cây rồi. Chia ra hai làn, hai làn. Cái đầu anh ở đây đó, thấy cái đầu anh không đó. Đó, anh cũng chạy từ từ ha. Giờ mình xuống cái trạm này là trạm cuối, mình ra cửa này chờ mở cửa đó, chờ mở cửa. Cái tàu kia thì chờ đi đó, có nhiều người ra đó đó, trạm này trạm cuối nè đó. Giờ mình đi lên, đi lên, đi ra. Đó, những người này ta đi vô rồi, khi ra phải có cái cổng nè, mình phải gạt. Bây giờ nhúc nhích, nhúc nhích đó. Cái này nó có mũi tên màu xanh ở dưới là ghi được, cái nào gạch chéo màu đỏ là đi không được ha. Mình phải bỏ cái thẻ vô đây, lại cửa nó quạt qua cho mình đi. Ờ, nếu không thì cửa nó đóng lại, nó nguyên một vàng luôn. Nó y chang như vô metro nào cũng vậy chứ á. Nên phải biết đường đi, và phải đi như thế nào là phải biết. Ở này nó có cái cầu đi qua nè. Bắt đầu mình lỡ bộ một chút xíu nữa. Mình đi ra, mình đi xuống. Đó, thấy đẹp không? Đó, thế là mình đã đi một chuyến metro một tiếng rưỡi ha, từ khu nhà mình tới cái nhà, rồi khu nhà mình ở Maryland tới nhà của dì mình, dì My mình ở bên là Virginia ha. Thì ông xã mình nếu mà đi xe thì cũng đi nửa tiếng tới 40 phút, còn này thì đi tiếng rưỡi. Mà ông xã đi làm không có ngày ta nghiệp dư người ta hát, người ta không có đưa mình đi được, nên mình phải đi bằng cái này. Mình không muốn bước á, mình đứng lại á, mình phải đứng ra bên phải để nhường bên trái cho mấy người này, người ta muốn đi qua người ta đi nè. Đó, những người đó người ta đi lên, người ta đi vô, người ta đi metro. Ở metro thường thường có những người ta đứng sẵn gì người ta phát báo ha. Đó. Rồi có nhiều người là người ta được xe buýt đưa lại luôn. Đó. Mấy bữa lần trước mình đi có mấy cái chỗ nó sửa đường á. No thanks. Nó sửa đường là mình cũng được xe buýt chở lại tới luôn nha. Nó đi một vòng. Đó là mình đi ra khỏi khu metro. Giờ mình đi về nhà dì của mình đây. Đây đó là mình đã xuống metro rồi. Bây giờ mình lội bộ lại nhà ở chỗ chung cư của dì My mình là chắc khoảng 10 phút. Cũng dễ. Rồi mình qua xứ Mỹ này, mình may mắn mình được ở gần nhà dì My mình. Dì My mình thì coi mình giống như là con gái nuôi vậy. Từ nhỏ là hồi mình đi học á, thời mình không có tiền và dì hay cho mình tiền để đi học. Nhưng thương mình, dì có đứa con gái cũng cỡ bằng tuổi mình, và thằng trai năm nay 16 tuổi. Nhưng hồi thời mà biết dì á là dì chưa có thằng trai, mà hơn hay lên nhà dì chơi á. Nên dì thương giống như con gái luôn vậy. Mà mình kêu bằng dì nhưng mà mình cũng nghĩ giống như mẹ vậy. Mà may mắn mình qua xứ Mỹ này, cái xứ Mỹ này 50 tiểu bang mà bự chà bá luôn, mình đi càng ngày càng thấy bự. Mà mình có duyên gặp dì ở xứ Mỹ này, ở bên Việt Nam đã gặp rồi. Dì qua Mỹ năm 2010, năm nay nữa là 7 năm rồi gia đình dì qua đây hết. Và mình từ nhỏ biết dì nên mình biết gia đình dì nên mình ham đi Mỹ lắm, mình thích đi Mỹ mà mình không có đường đi. Và cuối cùng cái mong muốn mình đã được ha. Đó, những người này chạy xe buýt nè. Mình đi qua.
và mình may mắn hơn là mình ở ngay cái tiểu bang gần với lại dì Mi luôn, nên đó là một cái sự trùng duyên mà mình không biết phải nói như sao. Ok, bây giờ mình loại bộ đi đó, xong rồi bye mấy bạn ha, bye cả nhà ha, tạm biệt ha, hẹn clip sau ha. Đó là một ngày hôm nay mình đi metro, mình nói cho mấy bạn biết ha, nói cho cả nhà biết ha, cái cảnh đi metro ở xứ Mỹ này ra làm sao ha. Học hỏi hết, không cái gì không biết, mình đi hết đó, xe buýt mình đi hết, đi cho biết ha, biết đây biết đó, biết này biết kia ha. Ok, bye bye ha, hẹn clip sau, bye bye.